Chào ông Linh nhé. Dạ, con chào ông bà. Hôm nay con đến khu nghĩa địa này, mục đích của con là muốn cúng kiến cho tất cả các ông bà thôi nhé. Mến chào quý quay qua tất cả các bạn quay trở lại quê đô mới của Hiệp. Thì trên đường mình đi khám phá về tâm linh đó cả nhà. Mình có đi ngang cây cầu Lắng Thé. Cầu Lắng Thé này là của thuộc huyện Càng Long của Trà Vinh cả nhà. Thì hồi nãy mình có vô quán mình uống nước, mình có nghe được người chú chia sẻ. Người chú nói đêm chiều ngày hôm qua có một chú khoảng cỡ 60 tuổi cả nhà. Chú này làm thầy hiệu trưởng trường ở gần đây cả nhà. Chiều ngày hôm qua ông có đi đám cưới về, rồi ông có nhậu, rồi ông mới sực nhớ ông có nuôi ba đó cả nhà. Ông mới xách cái chài, ông đi lại ngay cái miệng cống này, ông chài để kiếm cá và tép để đem về cho con ba ăn đó cả nhà. Thì ông đến đây ông chài được một mớ tép, rồi ông mới cũng như là ông chài bị dướng cái chà các bạn, rồi ông mới khum xuống, ông gỡ cái miệng chài cũng như là ông sợ miệng chài của ông bị gách, rồi vô tình bị ma da nó kéo ông cập mấy sông này các bạn, rồi ông mất rồi. Hiện tại bên cơ quan pháp y họ đang tìm người chú ở dưới mấy sông các bạn. Thì cái cầu này nó có nhiều cái câu chuyện tâm linh đã từng xảy ra. Cách nay khoảng cỡ 2 tháng có hai em học sinh đuối nước đó cả nhà. Mình nghe nói hai anh em bà con chú bác luôn các bạn. Tắm á, một nhóm á là 3-4 đứa lần. Nhưng mà lúc mà lên á là lên 3 đứa. Còn một đứa nó bị ma da lôi. Thành ra người anh bà con thò tay xuống kéo, rồi cuối cùng bị ma da đó nó lôi luôn các bạn. Là trước kia đã mất hai người là cách nay có 2 tháng à. Bây giờ thêm ông chú này bị ma da lôi cái nữa. Thì tiện đây mình xin giới thiệu, mình có bán hộ thuốc xoa bóp của chú ba. Quý anh chị nào có những chứng bệnh cũng như mình đau báo quai hay là đau xương khớp, quý anh chị và cô chú nhớ gọi cho mình ha, rồi mình sẽ gửi lên đến nhà quý anh chị và gửi tới nhà của quý cô chú nha. Thì trên đường mình đi khám phá tâm linh đó, mình không có đem cái điện thoại theo. Nếu mà cô chú và quý anh chị có gọi mình, người nhà của mình có nghe thì quý cô chú cứ tin tưởng đại đi nha. Con mình hay là vợ mình nghe, ngoài ra cái số điện thoại của mình ở trên màn hình là không có ai thay thế được cái số của mình nha cả nhà. Số của mình là xài cách nay khoảng cỡ 20 năm nha cả nhà. Thì bây giờ mình mời quý anh chị và mời quý cô chú cùng đồng hành với mình để cũng như là mình muốn quay ở dưới sông này, cái cảnh nó rất là rùng rợn nha cả nhà. Ở đây nè các bạn, hiện tại bên cơ quan pháp y họ đang tìm xác của người chú 59 tuổi. Ở bên đó cơ quan pháp y có cho mình quay hay không ta? Ở đây là kêu bằng cống ngoài cửa nha cả nhà. Cống này từ xưa đến nay có nhiều người mất, bởi vì ở đây nó có một cái huông, nó giống như có ma da ở dưới sông này các bạn. Cách nay 2 tháng trước thì ở phía bên kia hai bé học sinh mất. Còn mới đây đêm trước là có một chú 59 tuổi, gần 60 tuổi đi chài kiếm
cá tép cho ba ăn, rồi chú bị Maya nó lôi ngay phía đó, ngay đây nè cả nhà. Thành ra bên cơ quan pháp y hiện giờ đang tìm chú nhưng mà chưa có thấy cả nhà. Đó, cơ quan công an đang chờ xác. Người chú 59 tuổi mất hồi chuyện qua phải không chị? Em không biết, không biết nhiêu tuổi sao. Vậy hả? Dạ. Em qua đây coi hả? Dạ, em qua đây coi. Nghe nói mất hồi chuyện qua phải không? Dạ, đúng rồi. Lúc chiều tối phải không em? Dạ, hình như 5 giờ mấy á. À, 5 giờ mấy hả? Cống mình ở đây hình như là nó có cái huông hay gì á. Anh nghe nói 2 tháng trước có 2 học sinh mất phải không em? Dạ. Anh đi quay gì vậy? Quay tin tức. Quay tin tức hả? À. Kênh anh tên gì? Tí La Cà Lâm. Tí La Cà Lâm hả? Dạ. Kênh lớn không? Nhỏ. Nhỏ là được nhiêu sub? 7 mấy à. Vậy hả? Nhỏ. Vậy ngon rồi. 7 mấy rồi. Ủa rồi kênh tên gì? Kênh tôi kênh Săn Ma, kênh nhỏ xíu à. Được bao nhiêu sắp anh? Được có 120 mấy ngàn. Ấy 120 ngàn mấy à. Trời trời. Kênh đó lớn rồi. Lớn rồi lớn. Kênh vậy còn gì nữa. Em mới được có 7 mấy. À vậy hả? Kênh nhỏ. Mình ở đâu là? Em ở Long Hồ nè. Ở Long Hồ mình chạy xuống tới đây mình ghi hình. Dạ. Qua nay mình ghi được mấy clip rồi. Em mới xuống tới thì. Vậy hả? Dạ. Mới nghe mấy thằng bạn nó đi xuống đây rồi cũng nó kêu em chạy xuống. Vậy hả? Mấy thằng lận. À. Mình có nắm được tin tức người chú mất được nhiêu tuổi không? Anh hồi nãy hỏi thăm người chú được 59 tuổi á. Chưa, tại vì em mới xuống mà mới có quay vòng vòng chút xíu mà. Vậy hả? À. Tuổi tỵ á. Tuổi tỵ hả? À. Tuổi tỵ là bao nhiêu? 59 phải không? 58, 59 ha. Anh nghe nói người chú có nuôi ba nữa em. Rồi ông đi đám về á, rồi ông thấy ba không có mồi ăn á, rồi ông mới lấy cái chài ông đi chài, thành ra ông bị đuối nước. Cô Đinh hả? Vậy hả? Ông nuôi nhiều không? Nuôi được 2 con hả? Ông mua cũng như là ông đem về nuôi giải trí đó ha. Trời ơi, tội nghiệp chú quá. Nghe nói chú làm thầy giáo nữa phải không? Hiệu trưởng gì phải không? Hiệu phó. Nhà chú cũng gần ở đây ha. Còn cách nay 2 tháng có 2 vụ học sinh đuối nước là cũng ở gần đây luôn hả em? Thường thường những người mà mất chết trôi á là bao nhiêu tiếng họ mới nổi ta? 24 giờ phải không? Thường thường ta nói 2 ngày 2 đêm hay sao? Dạ, ở đây bữa nay YouTuber lại quay nhiều nha. Rồi mình đi vô đó mình quay họ cho không? Thầy không biết. Cho hả? Rồi mình xách là người nhà hả? Rồi mình vô đó công an nó có nói gì không? Cảm ơn nha. Ở đây khung cảnh rất là tuyệt vời các bạn, nhưng mà ở đây nó có những cái câu chuyện tâm linh nó xảy ra thường xuyên, cũng như ai đến đây á tắm là rất là nguy hiểm. Nếu mà quý anh chị và các bạn ở gần cống 10 cửa này là không cho con cháu mình đến đây tắm nha, rất là nguy hiểm.
Chắc ngày hôm qua mất ở đây quá. Có cầm nhang nè. Mất ngay đây nè các bạn. Là ngay vị trí này ha. Ở đây chắc có da, có mà da quá em ơi. Em cũng đâu biết. Đây. Chờ xác của người chú lên. Mình không có sử dụng mít sao? Kinh nhau xíu mít. Muốn gắn mít vô đi. Sao giặt số trang coi coi. Ờ. Quen quá ta. Già cậu nữa. Hả? Kêu anh làm kêu gì? Em có qua YouTube mấy gì hả anh? Cho anh là hẹp vlog kênh nhỏ xíu à. Hẹp vlog kênh nhỏ. Em có xíu cái món không bắt đầu cầm mấy gì. Anh em tên gì? Anh Ba Nghĩa à? Mình quay chủ đề gì? Bên tin tức hả? À. Nó mới giờ làm được có một tháng mấy anh. Thì sao mình không lấy tin tức mình hỏi coi hỏi ai vậy? Hỏi anh đi, anh sẽ trả lời cho anh mới nắm tin tức chế độ. Chú 59 tuổi, làm thầy giáo. Chú năm nay là chú 59 tuổi ha. 59 tuổi. Nghề của chú là chú làm thầy giáo hả? Ừ, thầy giáo đây nè, chú đi chài kiếm bà ba. Cũng như đang đi đám về, không thấy bà ba đói. Rồi mới lấy chạy đi chạy đây nè. Nhưng mà của chú không có biết lộ nha. Sỉnh sỉnh mà lộ đây. Mẹ bây giờ mà... tôi với ông mang dài cho nào lộ ở đây là mơ cũng đứt. Đúng rồi. Ủa mà chú sỉnh mà còn đi chạy được không? Ừ, kiếm ba. Kiếm hội về cho ba ba. Mà nghe nói chú ông nuôi có hai con là mới đem được. Cô Đinh chứ, hai con cô Đinh. Có sỉnh không? Ủa không có nhậu mà mình ta nói có nhậu. Không có nhậu hả? Chú ở đây hả con? Vậy hả? Dạ. Tết cho con cô Đinh ăn. À, nuôi được hai con cô Đinh đúng không? Dạ. Rồng tết. Dạ. Vậy hả? Còn cách nay 2 tháng trước ở bên đây có mất hai học sinh ha, là phía bên trong này hả con? Dạ. Còn ngày xưa là nghe nói là có nữa không cô? Có mất nữa không cô? Nghe nói ngày xưa mấy cái năm mà mới thành lập cống này cũng có người mất nữa không? Đi chợ đi mà muốn về bé cầu. Dạ hả? Bay xong luôn. Dạ. Đâu có gì đâu. Đâu thấy mà. Nếu mà có thấy cũng đẹp mà. Ờ. Cô chú nước ngoài nhìn thấy cũng dễ thương mà. Chú ổng bị mất hồi chiều hôm qua phải không em? Thường thường những người mất ở dưới sông á bao nhiêu tiếng mới nổi lên ha? Thường thường ta nói 2 ngày 2 đêm hay sao? Là nhiêu tiếng? 2 ngày 2 đêm là 48 tiếng phải không? 48 giờ. 5 giờ mấy chiều hôm qua, 5 giờ mấy chiều nay. 4 giờ.
Ông nào? Ông nói sao? Mỗi mùa mất 2 bữa hả? Mà chạy thêm bữa cho cô đi. Bữa đó cô có cô đi cùng sao cái thầy riêng mình. Qua là cô mất đi hái bông bồ kế cho dầu uống nó hoa, dầu xanh. Để vô vô nhà ông sư gái mới vừa về đó để hái cho dầu uống đó. Tính qua đây cách đây 2 tháng trước đó, có 2 bé học sinh tắm ở đây nè. Anh xem ở trên YouTube có nhiều người quay á, anh không có quay. Tắm ở đây nè, phải không em? Mấy đứa tắm thường xuyên luôn á hả? Dạ, mấy đứa tắm thường xuyên sao mà sao bữa đó nó bị té. Nghe nói là có một bé bị lọt, bị đuối nước rồi bé là anh em bà con gì đó rồi lên bờ rồi máy bay xuống cứu phải không? Rồi cuối cùng là 2 anh em mất hết. Rồi, quá tội. Đi học gì nó hay té tắm đó đó. Là anh em. Tắm qua. Anh em của họ cũng địa phương ở đây ha. Dạ. Dạ dạ. Qua đây nè anh trai, bên đây lúc trước cái này 2 tháng có 2 bé mất đây nè. Cách nay 2 tháng là ở bên phía bên đó đó có 2 bé mất á, là đuối nước luôn ngay bên đó đó. Bên đó hay bên đây ta, anh nhớ hình như là bên đó hay gì á, bị đuối nước bên đó. Được okay, cả nhà mình có thể đi qua phía bên hướng phía bên kia. Mình nghe nói cũng như là một người chú có chia sẻ nói phía bên kia có một ngôi nhà bỏ hoang, cũng như là có nhiều người đi câu ếch, đi sâu lương á, thường xuyên thấy tâm linh. Thì hôm nay mình quay cây cầu này gặp được cũng như là hay tin một người chú đã mất, nhưng mà mình không có đợi xác của chú nổi lên được nha cả nhà. Mình sẽ đi qua bên kia mình hỏi thăm thêm và mình ghi hình tiếp. Tối hôm nay mình sẽ lên cái khúc ban đêm quay tâm linh ma mị để phục vụ với anh chị nha. Được cái cả nhà, mình tạm dừng cái video ngắn tại đây nha cả nhà. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Thì hôm nay trên đường mình đi lang thang tìm hiểu về những câu chuyện tâm linh huyền bí. Hồi sớm mình có gửi xe bên đây được một ông anh bạn làm nghề bắt lương bắt ếch đó các bạn. Anh có chỉ ở đây có một ngôi nhà bỏ hoang của 2 vợ chồng trẻ. 2 vợ chồng này á là mình nghe nói nhà cũng không có khá gì mấy các bạn, nhưng mà cách nay khoảng cỡ 3 năm về trước có một vụ cướp, họ đến đây họ giết 2 vợ chồng. Thành ra 2 vợ chồng bỏ ngôi nhà này, con của họ thì được đứa 10 mấy tuổi, cũng như là có một đứa trai và một đứa gái. Hiện giờ bên nội nuôi. Thì ông anh người bắt ếch bắt cá, ông có nói ban đêm ông đi vô đây ông bắt lương rồi ông thấy ma các bạn. Thành ra mình nghe anh nói linh quá, hôm nay mình muốn vô cái ngôi nhà bỏ hoang này để mình khám phá về tâm linh. Quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi một người một like nha cả nhà, và nhớ đăng ký kênh để đón theo dõi những video mới của mình. Ở bên đây á mình thấy có một ngôi miếu. Ngôi miếu này theo mình đoán có rất là lâu đời, từ ngày 2 vợ chồng trẻ mất cho đến ngày hôm nay. Ngôi miếu này mình cảm thấy cũng bị xuống cấp luôn các bạn.
Như vậy là chứng tỏ ở đây ngày xưa nó có xuất hiện những câu chuyện tâm linh, huyền bí. Thành ra ông bà đời trước có lập ngôi miếu này cả nhà. Hôm nay mục đích của tụi con đến cục đất này chỉ muốn khám phá về tâm linh. Và nếu mà gặp được vong thì tụi con cúng kiến cho vong hưởng thôi nha. Chứ tụi con không có ý mạo phạm gì hết nha. Mình thấy bát nhang và dĩa bánh lâu rồi không có ai cúng kiến cả nhà. Ở phía trong á, thì mình thấy có thờ, có thể là thờ bà vị đó các bạn. Nhưng mà lâu quá nó bị hư hết nè. Để mình liếc vô bên trong coi có thấy những gì hay không ha. Thì ok. Mình di chuyển qua ngôi nhà bỏ hoang nha cả nhà. Rồi ơi, dừa cây nào cây nấy cao chót chót luôn cả nhà. Ngôi nhà này có vẻ hình như là không vào được các bạn. Ở trong ngôi nhà này mình cảm thấy cũng không có những món đồ có giá trị cao đâu cả nhà. Nhà này mình cảm thấy nhà tình thương nha. Mình thấy ở bên đây á, ngày xưa có một ngôi nhà sau cả nhà, nhưng mà theo năm tháng ngôi nhà này không có ở, thành ra nó bị sập, nó hư rồi cả nhà. Phá cứng rồi các bạn. Khu ở đây mình cảm thấy rất là vắng vẻ và rùng rợn các bạn. Bên đó là gì ta? Chắc có thể bao mộng dừa cả nhà. Còn đây là xì tẹt của hai vợ chồng trẻ ngày xưa ha. Ở đây có đường điện nhưng mà ngôi nhà này bỏ lâu quá, có thể đường điện nó bị hư các bạn. Nhà này mình thấy rất là đơn sơ các bạn. Thường thường những ngôi nhà tường phía sau là phải có cửa ha, nhưng mà đặc biệt ngôi nhà này là không có cửa.
quá cứng hết ra nha. Mình mở thử thôi, nếu mà có vô được đi chăng nữa mình cũng không có vô nha cả nhà. Mình lâu rồi không có còn hứng thú những ngôi nhà quan, mình chỉ khám phá ở bên ngoài. Nếu mà có xuất hiện tâm linh thì mình sẽ giúp cho họ thôi nha cả nhà. Ở phía bên đây mình thấy có một khu nghĩa địa. Khu nghĩa địa này theo mình đoán á, của ông bà của họ ngày xưa các bạn. Ở bên ngôi mộ mình cảm thấy hình như là có vong đang di chuyển bển cả nhà. Ở đây á, khung cảnh rất là tuyệt vời luôn các bạn. Mình thấy có một vong đang di chuyển phía bên đó cả nhà. Để mình đặt cam hơi cao lên ha. Chào ông Linh nhé. Dạ, con chào ông bà. Hôm nay con đến khu nghĩa địa này, mục đích của con là muốn cúng kiến cho tất cả các ông bà thôi nha. Tụi con không có ý mạo phạm gì hết. Tụi con thấy có một vong đang di chuyển ở bên ngôi mộ này. Chào Hồng Linh nha. Hương Linh cho mình hỏi thăm. Hương Linh là con cháu của ông bà ở đây hay là sao? Mình không phải là con cháu của ông bà ở đây ha. Mình ở bên kia qua đúng không? Tôi á là người đi giúp vong. Hôm nay tôi đi vô ngôi nhà bỏ hoang này và phát hiện được Hương Linh ngự đây. Thì chúng tôi có đem bánh nước đến đây cũng như là mời Hương Linh dùng. Hương Linh nó chịu không? Chịu hả? Mình không có nói chuyện được sao Hương Linh? Không hả? Mình nói chuyện được thì mình nói. Nói được không? Lắc đầu mà hồi nãy tôi nghe nói cái gì ược. Nói chuyện được hả? Ở đây có nhiều hương linh không? Mình mời họ ra để hưởng nhang đèn nha. Vậy. Con gì mình nói vậy hương linh? Ở bên đây có tháp luôn các bạn. Như vậy là chứng tỏ ở đây có nhiều ngôi mộ thời
ngày xưa có, thời ngày nay có, và có tháp để lấy những hài cốt của ông bà ngày xưa mất, có thể là họ được chôn bằng những ngôi mộ đất các bạn. Rồi con cháu của họ lấy cốt của họ đem về xây cho họ một cái tháp rất là hoành tráng nha. Hôm nay gì vậy? Mình đến đây mình gặp được con linh này, nhưng mà nãy giờ mình cảm thấy ở bên kia có vong nữa cả nhà. Cái gì? Ai vậy? Ở đâu đó hả? Chúng tôi là người đi giúp vong, tìm vong. Chào con linh nha. Hôm nay chúng tôi đi vô đây gặp được hai hương linh. Mình cũng như là tôi không biết hai hương linh có mối liên hệ như thế nào ha. Hai vợ chồng chết quan ở trong ngôi nhà hả? Rồi, mình cứ ở đó đi. Tôi sẽ qua bên kia, tôi lấy đồ qua tôi cúng. Hai vợ chồng của cô chích quan ở gần đây không? Dạ hả? Như vậy là hai vợ chồng của cô mất kế ngôi nhà bỏ quan này hả? Rồi hai vợ chồng của cô mộ ở gần đây không? Bên kia hả? Thì ok. Tí nữa mình qua bên đây mình hưởng đồ cúng nha. Chúng tôi sẽ cúng ở đây cho hai vợ chồng hương linh nè. Còn đây là có ngôi tháp là của ông bà ở đây hay ông linh. Rồi hai vợ chồng của ông linh là bên kia, cũng như là mình đi qua đây mình chơi ha. Để mình tìm cách đặt máy cho nó cứng cáp nha cả nhà. Ở đây ông bà ngày xưa có trồng mía luôn các bạn. Ủa, mình cảm thấy hai vợ chồng trẻ hồi nãy họ di chuyển qua phía bên kia các bạn. Ok, tôi cúng kiến trong ngôi nhà đó đi. Rồi hương linh ra hưởng đồ cúng nha. Ở đó hả? Cái miếu này hả? Cũng được. Hai vợ chồng của mình cũng như là vợ được nhiêu tuổi ha, và chồng được nhiêu? Cô 32 hả?
con chồng của cô. À, 38. Có 28 hả? Cô 32, chồng 28 hả? À. Trời ơi. Mình lớn tuổi mà mình vẫn lấy chồng trẻ được ha. Cũng hay. Trước kia mình mất, mình có chồng con chưa Hương Linh? Ừ? Có con không á? Không có con hả? À, chồng của cô bị vô sinh hả? Hồi nãy cô nói cô bị cướp hả? Sao trùng hợp với ngôi nhà ở đây quá vậy ta? Có phải không nha? Mời ông bà, anh chị em. Được rồi, tôi mời ông bà, anh chị em ở trong ngôi miếu này. Chắc có thể lâu ngày không có ai đến đây cúng kiến. Hai vợ chồng của cô cảm thấy ở đây hiện giờ có vong nào ở không? Vậy hả? Ngôi miếu đây hiện giờ bỏ quan không có ai ở hả? Không có vong nào ở hả? Ông tà hả? Ngày xưa ai thờ cúng cô có biết không? Vậy hả? Chủ nhà ha. Nay chồng tình quá ha. Cô ngày xưa làm nghề gì? Vậy hả? Ở đây sao vắng queo quá vậy cô? Không có nhà của ai hả? À, hồi sớm tôi có đến đây á, có một anh đi đặt lương mắc ếch, ảnh có nói ở đây xuất hiện vong, là hai vợ chồng cô cho họ thấy hay sao? Vậy hả? Rồi họ cúng kiến gì không? À, cũng như là họ cho tôi biết họ, tôi đến đây tôi cúng cho Hương Linh, như vậy là cũng được rồi ha. Chồng của cô ngày xưa làm nghề gì mà cảm thấy ngồi buồn bã quá vậy? Ở trên rừng đúng củi hả? Ừ.
Có bông nào thì kêu đi. Có còn ông nào không? Kêu họ ra đi. Dạ, chồng em đi kêu rồi. Chồng có đi kêu hả? Lâu quá vậy. Đâu biết nữa, coi em đói bụng quá để em ăn trước. Cô hồi xưa có nghề gì không? Nghề gì cô? Dạ, em là thợ may quần áo. Vậy hả? Rồi có làm nghề gì thêm nữa không? Nghề gì cô? Dạ. Nghe gì cô? Dạ, em thiêu á. Thiêu nữa hả? Gà mai nữa hả? Cắt hình con này con kia. Ờ. Em còn làm thêm việc đi ra mày chợ phụ mấy bà kia ngâm giá bỏ thuốc nảy vô nào á. Ờ, mình phụ cho mấy bà kia hả? Dạ. Mấy bà đó là làm giá ngâm thuốc để bán đó hả? Dạ, ngâm cho nó tươi, còn giá nó bự. Rồi. Rồi thường thường tụi tôi đi ra chợ mua giá, gặp mấy cọng giá mà mập mập là giá thuốc đúng không? Dạ. Rồi nếu mà gặp những cái cọng giá mà nó ốm ốm, nó dài dài là có thuốc không cô? Dạ không. Không hả? Rồi. Mà anh mua mấy cọng giá không có thuốc á, anh nhìn cái đầu nó vàng vàng là không có thuốc đâu. À. Còn cái đầu nó mà xanh xanh là bị dính thuốc rồi đó. Vậy hả? Trời ơi. Như vậy làm tôi mua, nếu mà tôi đi chợ mua giá về ăn là cái đầu vàng vàng mới không có dính thuốc hả? Dạ. Đầu vàng vàng là sao? Hột đậu quá hả? Dạ. À. Rồi lúc đó cô làm cho họ được lâu không? Dạ, em làm một năm. Lâu năm hả? À. Rồi họ trả tiền lương cho mình ổn định không? Dạ, em ăn tiếng. Ăn tiếng hả? Dạ. À. Một tiếng thì em được 13.000. À. Rồi những chất đó là những chất gì? Dạ, thương anh. Những chất đó là để cho nó tươi sống. Chất đó là của Việt Nam bán hay là của Trung Quốc, của nước ngoài? Dạ, cái đó của em nói là của nước ngoài nhập về. À. Nó phải tươi xanh anh mới bán được, không mấy là anh dược tắt không có lợi người ta. Trời ơi. Như vậy là chất đó mình bảo quản đồ ăn cũng như là rau củ quả là nó không có bị héo, nó không có bị hư đúng không? Ngâm nó trong vòng 3 tiếng anh để một tuần luôn, nó cũng không bị gì á. Nó không bị gì hết. Sao chồng em đi lâu quá vậy ta?
chồng cô đâu rồi? Để em vô em kêu ảnh ra. Kêu đi. Ờ, ổng ra đó. Chồng cô tên gì? Còn cô tên gì? Dạ, ảnh tên Quy Quyền. Quy Quyền hả? Hưởng đồ cúng đi rồi mình nói chuyện rồi chút xíu thôi. Hồi xưa giàu lắm hay gì mà bị cướp, nó vô nó cướp. Ừ. Sao nãy giờ Hương Linh đi kêu mà không gặp được con nào hả? Đâu hết rồi? Không biết hả? Thử nhăn đèn đi. Ok, tôi đi ra ngoài chút xíu. Rồi hai vợ chồng Hương Linh hưởng đi ha. Có muốn giúp đỡ thì hồi nói với tôi giúp cho đi tu tập luôn nha.
thấy. Hay hết rồi hả? Chồng của cô sao cảm thấy ít nói chuyện quá vậy? Có ly gì đó nữa vậy? Ly nước hả? Nước đâu đây vậy? Ly này hả? Sao không thấy nước nôi chân vậy cô? Trời ơi, ly của người ta cúng đó bà ơi. Vậy hả? Nè, rồi chồng em uống nước chưa? Đó, nước uống đi. Chồng của cô cảm thấy không nói chuyện được. Y có tài gì không? Ngày xưa Y làm nghề gì? Vậy hả? Ngày xưa Y làm nghề gì? Chặt củi hả? Rồi cô làm thợ may, rồi đi làm công việc kiếm thêm, cũng như mình làm giá hóa chế hóa chất, rồi mình có cổ không mà mình bị cướp nó vô nhà nó giết. Cướp được gì? Dạ, nó vô, nó lấy tiền trong cái xích hết thôi. Nó lấy thêm 30 cái vàng nữa. Vậy hả? Rồi ôi. Vậy là ngày xưa hai chồng cũng giàu quá nè. Mất được nhiêu năm rồi? Hồi nãy tôi có hỏi chưa không biết. Dạ, mất được 5 năm rồi. Vậy hả? Rồi mộ của mình ở gần đây không? Vậy ha. Chồng của cô tên gì? Tên Quyền, hồi nãy hỏi rồi. Quy Quang hả? Sao thấy ổng ít nói chuyện quá vậy cô? Bị tam thái tử nhập hả? Dạ hả? Tam thái tử mà đời thứ 8 nữa hả? Tam thái tử là ở dưới Long Cung mà. Có không? Kêu ổng làm phép coi.
cái đèn cần tắt luôn á. Vậy hả? Bây giờ tôi với chú nấu phép thử coi. Cô ngồi luôn vui. Vô làm gì? Đâu? Cô nói chồng của cô là được Tam Thái Tử đời thứ 8 nhập vào chồng của cô. Bây giờ mình có thể chứng minh Tam Thái Tử đời thứ 8 nhập vào là có những cái tài năng gì? Vậy là đâu có phép gì đâu mà nói đi. Có Tam Thái Tử nhập vào. Tắt không? Ổng tài dữ vậy ta. Quê thiệt trời. Rồi ổng có tài gì nữa? Nào múa tôi coi coi. Ở đây không có kiếm hả? Nè để tôi kiếm cho ổng một cái cây gì đó để ổng múa thử coi. Coi có giống Tam Thái Tử không? Tam Thái Tử đời thứ 8 hả? Nè mình cầm cái cây này mình múa thử coi. Tam Thái Tử là muốn chứ lắm à, đi bà quyền kiếm đồ ghê gớm lắm á. Đâu muốn thử coi. Làm gì vậy? Ôi ôi. Có võ công cao cường mình không để phòng thân đi múa tính hại người giúp vong nữa trời. Ra đây nè, hai chồng ra đây nè. Chắc có lẽ hai vợ chồng này ban đêm á họ đi kiếm ăn cả nhà. Rồi có thể họ ngự ở trong cái ngôi nhà bỏ hoang này không chừng. Cái này là phải mình đón thôi ha. Hồi nãy họ di chuyển vô đây nè cả nhà. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc cả nhà một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà.